Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương, mới đây Văn phòng Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị phổ biến tập huấn công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các đơn vị. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, năm 2017, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương đã vượt 7 bậc, đứng vị trí thứ 5 trong 19 bộ ngành trong hoạt động cải cách hành chính. Năm 2018, Bộ đã ban hành gần 40 văn bản chỉ đạo điều hành riêng trong lĩnh vực này, qua đó đã đơn giản hóa, bãi bỏ 52 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực, đạt 96% kế hoạch đề ra, vân vân. Để thực hiện thành công phương án đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính có liên quan giai đoạn 2019-2020, tại hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc được phổ biến các nội dung, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Công Thương trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, hiện đại hóa hành chính, v.v.